Hello tất cả mọi người nha. Thì hôm nay mình có cái tình hình gì nè, mình kể cho mọi người xem nha. Mọi người theo dõi nha. Giờ này là thứ 6 5 giờ 39 phút thứ 6 ngày 26 tháng 2 nha. Đó, là hồi trưa nay mình nhận cái gói hàng này. Mấy gói hàng này ship lại cho mình 2 ngày trước luôn nha mọi người. Đây, mình để trong còn quay cái hóa đơn cho mọi người xem nha. Đây giá tiền 2.890 đại tệ. Thì mình kể nguyên nhân gì này cho mọi người nghe nha. Cái này là công ty vận chuyển là công ty Mèo Đen. Đúng là cái nơi, còn nói là cái tên này không phải là tên của mình nha. Và số điện thoại không phải là số của mình, mà bên bán hàng nó giao lại cho mình là cái gì. Thì mình không cần biết là làm sao, nhưng mà mình giao hàng được trước rồi á, mình hỏi cái người đại bên này người ta biết á, thường là không đúng tên, không đúng số điện thoại thì mình có quyền không nhận. Nhưng mà lần này nó ship lại lần nữa và nó mở đó ra, nó nói là mình mở ra, nếu đúng hàng của mình là mình nhận, không sao. Còn có gì ví dụ cho bên trong nó có gì thì nói với nó, mà mình không biết nói làm sao nữa vậy. Ví dụ như bây giờ mình mua, mình chat với cái bên shop đó thì bên shop đó cũng đảm bảo là shop uy tín sao. Thì hiện tại giờ mình mới đi làm xong, mới nè, 5 giờ 40, mới tắm rửa xong rồi mình chờ khui hộp mình test. Nếu ok thì clip này mình quảng cáo cho cái shop đó luôn ha, nếu hàng chất lượng bán đàng hoàng. Thì nhưng mà mình khó hiểu con cái là nếu cái đó là do shop làm ăn làm sao đó. Thì bởi vì trong cái clip, trong cái đoạn chat đó là mình, trong cái điện thoại mình đang quay, bởi vì mình không có mở cho các bạn xem được. Thì là mình tên, tuổi, địa chỉ, số điện thoại đó. Nhưng mà bây giờ giao lại gì nè các bạn xem, có cái gì là của mình đâu. Số điện thoại cũng không phải ha, mà tên thì cũng không đúng đó. Mình có đưa tên tiếng Trung của mình nè, số điện thoại của mình nè, địa chỉ này nè, đúng luôn nè, nó giao lại đúng. Tại sao gì mình không dám là nhận bậy khui ra lỡ đồ trong đó nó có cái gì thì ai chịu trách nhiệm đây, đúng không? Thì bây giờ mình cũng mong là shop này không lừa mình ha. Nếu shop này giao hàng mình đúng, thì đúng món hàng mình mua, thì mình cũng quảng cáo là shop này uy tín luôn ha, mình quảng cáo dùng cái shop này luôn đó. Mình đăng trên trang YouTube của mình. Đây có khuyến mãi nè, có tặng cái đèn nháy nè, đèn led nháy nè, cái này bỏ qua bên, quan trọng là nhân vật chính. Cái này là do shipper khui nha, chứ không phải là mình khui nha, có 3 người coi đàng hoàng nữa. Như gì đây, cái nút của remote, nút điều khiển, hướng dẫn, bản hướng dẫn. Hy vọng là chất lượng nha, mình không hy vọng là ai lừa mình, không vui chút nào đâu. Thấy đơn giản chỉ có gì đâu, ở trên miếng mút, dưới miếng mút, đây là nhân vật chính. Rồi dỡ đại lên đi. Đây dưới này là hai cái mít và một cái cục sạc ở đây. Và một cái giờ mốt, hai cái mít. Bên này là sạc micro, này là không biết tôi xài pin hay là sạc. Đây hy vọng là mọi chuyện ổn. Remote điều khiển từ xa rồi, hết đó. Giờ mình mua đồ thì mình inbox, mình khui hộp nhóc chân, đập thùng nhóc chân, nhưng mà mình chưa có thấy căng lần này. Giá trị không có nhiêu tiền các bạn, nhưng mà mình thấy nó ngoằn ngoèo, không biết shop thì giở trò hay là người ta lộn thật sự, người ta nhầm địa chỉ, nhầm số điện thoại thì nó ok thôi, không sao. Giá trị tiền không có nhiêu, mà nếu gạt thì lừa gạt mình có nhiêu tiền mình thấy không đáng. Cũng đẹp mắt, mọi người thấy sao? Lô 2 tấc chỉ có một cái chép thôi, hy vọng là nó ổn. Ồ,
thì nhiều chức năng quá nè. Có micro dây nữa nè. Để mình kiểm tra cái micro này coi xài pin hay là xài gì. Cái này cái khác nhỏ hơn. Dạ. Cái hàng nút nằm lên trên này nè. Rồi lấy điện thoại ra coi, điện thoại ra kết nối. Test thử coi. Coi mình kiểm tra coi. Có gì không? Ổn thì hát giải trí cũng vui. Micro này có pin không? Có đâu. Không có, không có đèn có gì không? Chắc không có pin. Chắc không có pin rồi. Không có phụ kiện, không có phụ kiện nhập vào. Ô nhãn hiệu không có pin nè. Rồi. Vậy là mình mất tốn hai cục pin đúng không? Bốn cục. À, cục micro này hai cục đúng không? Ừ. Thấy rồi coi. Hai cục. Bên hai cục. Pin tiểu đúng không? Pin này như pin 3A thì phải. Ừ, thì pin 3. Vậy thôi. Coi cái này coi, không biết shop có test thử hay không. Thì bây giờ mình test hát nhạc trước đi. Mình mua pin thì gắn vô thì mình test xong cũng vậy. Và bây giờ clip này là clip coi như khui thùng nhận hàng thôi, không có gì. Mọi người đang đón theo dõi nha. Bắt đầu mở Bluetooth lên. Kết nối Bluetooth. Như ấn nút này nè, trong shop có dạy nha, nhấn nút này. Chớp nhấn cái này FM. Đó. Đó đó. Kết nối vô. Nhấn chớp rồi được. Không, vậy đó. BTC đúng không? Ai biết đâu, thì kết nối vô. Kết nối chưa? Tìm tìm kiếm ngay cái mới nhất. Thấy rồi nè, mà nó chưa có kết nối được. Không không, cái như vậy là bể rồi đó. Mình nhấn cho nó chớp thôi, cho nó hoạt động cái. Có vậy đó. Tìm kiếm cái mới nhất coi, tắt Bluetooth mở lại. Cái năm này phải không? Kết nối thử rồi, nó không vô thì đã kết nối nè. Đã kết nối thì mở nhạc thử. Sao nó không có tiếng tâm gì chứ vậy? Khoan, mở nhạc có rồi đó. Mở mọi chuyện. Tạm ổn rồi đó, không biết cái bộ mic này ra làm sao đây. Thôi vậy là nói chung là shop này mua bán chất lượng mọi người, giao hàng ok, nhưng mà còn nhân viên mà ship này còn hơi lề mề tí nha. Nói chung là làm lộn lạo, thành ra khách hàng thì ta dối ha. Lần sau rút kinh nghiệm, ghi đúng tên, đúng địa chỉ, đúng số điện thoại. Bởi vì người ta sợ mua bán trên mạng thì mọi người nên hiểu một điều là như vậy đó. Gọn, ok, bạn bè giao lưu đi giải ngoại đem theo ca hát, không biết pin nó sử dụng được bao lâu. Mình coi thông số coi. Không có để thông số à. Đây là echo, volume. Sao hai cái volume trên dưới ta? Bát chép chô cái chô để 50 để kết nối với lo thiết bị khác nữa. Thêm một cái lo nữa này. Không có để dùng lượng pin của nó là hát được bao lâu. Có cổng là 9V nữa nè. Có cục sạc cục sạc dây. Cái đèn nháy hả? Đèn nháy có gì có chui ra gắn thử coi, gắn chớp luôn cho mọi người xem. Thì nói ngay hàng này thì tiền nào của nấy nha mọi người. 110 bên đây thì 110 hết, không 220 đâu. Có điện rồi.
ghế. Đây nè, ổ cắm đây. Đó. Đẹp chưa? Đấy, cái này nó xài cái chui xéo gì. Trời ơi. Chơi bẻ bài. Ngược ra đây, ngược ra đây. Đó, quá dữ. Quá dữ chớp luôn. Đó, vui vui đó. Tụ tập 3 4 trong phòng đẹp lắm nè. Ừ, tắt đèn rồi là có màu liền đó. Ok, tạm ổn đi. Chào và hẹn gặp lại mọi người nha. Thì shop này bán hàng coi như là chất lượng. Thì tại vì nhầm lẫn với cái chuyện mà không đúng cái tên tuổi số nội mình, thành ra mình không dám nhận thôi. Cái này kia đơn kiểu mà gọi là nhiều quá, giao hàng nhiều quá thì thành ra ghi lộn số điện thoại với tên của ai á. Chốt đơn mà chốt lộn. Chốt đơn như là đem lại gửi á, vậy đó. Còn này, ồ cái này có điều khiển không dây nữa nè. Có remote nè. Chọn bài hát rồi, qua bài hát. Cái remote này nè, remote đèn màu này nè, nó chuyển màu nè. Không phải đâu, remote này. Thôi vậy thôi.